Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Planet Coffee Roaster được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Đây là chương trình Vietfest Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Vietfest Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2023. Sau đây là các bản tin chính. Người tố giác từ IRS điều trình trước Ủy ban giám sát Hạ viện về vụ Hunter Biden. Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ thông qua dự luật tái ủy quyền cơ quan FAA. New York phải trả 13 triệu Mỹ Kim cho những người biểu tình trong vụ George Floyd. Nhà máy hãng Pfizer bị hư hại vì lốc xoáy giữa cuộc khủng hoảng thiếu thuốc. Liên Âu thành lập quỹ hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trị giá 22 tỷ Mỹ Kim. Chỉ có 1% số nhà cũ được tung ra bán trên thị trường năm 2023. Ông McCarthy ủng hộ việc xóa hồ sơ luận tội cựu Tổng thống Trump nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. Google đang thiết lập công cụ trí tuệ nhân tạo dành cho các phóng viên. Và cuối cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia tài chính Thanh Thảo. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên. Ủy ban giám sát Hạ viện đã điều trần ngày thứ tư từ hai người tố giác của Sở Thuế Hoa Kỳ. Những người đã tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính trị hóa cuộc điều tra tội phạm Hunter Biden và chính điều này đã gây ra một cơn bão lửa trong số các thành viên đảng Cộng Hòa. Một trong hai người tố giác lần đầu tiên tự nhận mình đã công khai tại trước phiên điều trần này. Đó là ông Joseph Ziegler, một đặc vụ đã làm việc 13 năm với Sở Thuế thuộc Phòng Điều tra Hình sự của cơ quan này. Trong lời khai của mình thì ông Ziegler cho biết ông đã từng chứng kiến các công tố viên liên bang đã đi lệch khỏi một số các thủ tục thông thường và ông ấy cũng đồng thời lặp lại tuyên bố của người tố giác thứ nhất với tên là Gary Shapley rằng các nhà điều tra của Sở Thuế IRS đã đề nghị buộc tội Hunter Biden với những tội danh nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà con trai của Tổng thống đã đồng ý nhận tội. Ông Ziegler nói: "Dựa trên những gì mà tôi đã trải nghiệm, tôi thấy rằng công tố viên Hoa Kỳ tại Delaware trong cuộc điều tra của chúng tôi liên tục bị các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng như là các luật sư Hoa Kỳ khác cản trở, hạn chế và gạt ra ngoài lề." Ông Ziegler đã nói như vậy. Những người tố giác cũng nói với các nhà lập pháp vào ngày thứ Tư rằng các quan chức của Bộ Tư pháp đã ngăn cản các nhà điều tra của họ xem xét kỹ lưỡng đối với các hoạt động của Tổng thống Joe Biden liên quan đến các cháu của ông ấy sau khi tìm thấy những bằng chứng là có khả năng liên kết họ với tình hình tài chính khó khăn của Hunter Biden. Khi cha của đối tượng bằng cách nào đó có liên quan đến tài chính của đối tượng trong quá trình điều tra thông thường của bất kỳ cuộc điều tra nào, chúng tôi sẽ phải lấy thông tin đó để có thể kiểm tra chính xác các dòng tiền mà cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng và đã cần xác định những gì mà chúng tôi sẽ phải tính những cái món phí vào đó. Người tố giác Shapley đã nói như vậy, đồng thời nói thêm rằng nhóm của ông đã bị chặn khi cố gắng truy tìm các đầu mối liên quan đến Tổng thống. Ông Ziegler là người phó của ông Shapley, cũng nói với hội đồng trong lời khai bằng văn bản của mình rằng ông ấy muốn phỏng vấn những đứa con đã trưởng thành của Hunter Biden sau khi đã tìm ra một số các khoản khấu trừ có khả năng là bất hợp pháp trong tờ khai thuế của Hunter Biden liên quan đến các khoản thanh toán cho con cái của ông ấy. Nhưng một công tố viên của Bộ Tư pháp nói rằng điều này sẽ khiến chúng tôi phải hứng chịu nước sôi lửa bỏng và điều đó đã không xảy ra. Ông Ziegler đã nói như vậy. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc trước đó cũng đã lên tiếng bác bỏ các tuyên bố của những người tố giác rằng có bất kỳ sự can thiệp chính trị nào vào cuộc điều tra tội phạm đối với Hunter Biden. Những cáo buộc này phù hợp với lời khai kín trước đó của họ và được công khai vào hồi tháng trước. Bản tin còn rất dài nhưng với thời lượng của chương trình thì đây là những cái nét chính nhất trong cái việc điều trần của ông Ziegler trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Kế đến là bản tin liên quan đến Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ thông qua dự luật tái ủy quyền cơ quan FAA.
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tái ủy quyền cơ quan quản lý hàng không liên bang, tức FAA. Dự luật này có tên chính thức là Đạo luật bảo đảm tăng trưởng và lãnh đạo mạnh mẽ trong Đạo luật hàng không Hoa Kỳ. Số phiếu biểu quyết cuối cùng là 351 thuận trên 69 chống. Dự luật gia hạn tài trợ cho cơ quan cũng như Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia trong 5 năm tới. Nó bao gồm các biện pháp để cải thiện hiệu quả và hoạt động, mở rộng lực lượng lao động và đầu tư vào cơ sở hạ tầng phi trường, cũng như cải thiện trải nghiệm của hành khách khi đi lại bằng đường hàng không. Thượng viện Hoa Kỳ vẫn cần phải thông qua phiên bản dự luật của Thượng viện. Các nhà lập pháp ở cả hai viện Quốc hội sẽ phải giải quyết những khác biệt giữa hai đạo luật trước ngày 30 tháng 9 năm nay, khi quyền hạn hiện tại của cơ quan FAA chấm dứt. Chủ tịch Ủy ban Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Sam Graves thuộc Đảng Cộng hòa của Missouri cho biết trong cuộc tranh luận tại Hạ viện hôm thứ Tư rằng dự luật Hạ viện HR 3935 là rất quan trọng để giữ cho nước Mỹ dẫn đầu toàn cầu về ngành hàng không. Điều đó rất quan trọng đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ, đối với hàng triệu việc làm của người Mỹ và đối với 850 triệu hành khách phụ thuộc vào hệ thống hàng không dân dụng quốc gia của chúng ta mỗi năm. Đạo luật này cho phép tài trợ 4 tỷ Mỹ Kim mỗi tài khoá hàng năm cho các chương trình cải thiện phi trường, chỉ đạo quản trị viên FAA lập kế hoạch mở rộng năng lực của cơ quan để đào tạo kiểm soát viên không lưu, minh định ngôn ngữ liên quan đến việc hoàn tiền vé cho hành khách và giải quyết các vấn đề an toàn trên đường phi đạo, trong số các nguyên lý khác. Sự chấp thuận của dự luật tại Hạ viện diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không gặp nhiều khó khăn gần đây, bao gồm số lượng lớn các chuyến bay bị hoãn và hủy, cũng như tình trạng thiếu nhân sự sau đại dịch COVID-19. Chính quyền thành phố New York đã đồng thuận để phải trả 13 triệu Mỹ Kim cho một số các hành động của cảnh sát tại các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd. Thành phố đã giải quyết một vụ kiện tập thể lớn cho rằng các chiến thuật bất hợp pháp của cảnh sát đã vi phạm quyền của hơn 1.000 người biểu tình, những người phản đối sau vụ giết ông Floyd. Tối ngày 2 tháng 6 năm 2020, cô Sabrina Zuckerlin đã cùng tham gia một cuộc tuần hành phản đối trên một con đường và xa lộ Westside, được thúc đẩy bởi vụ giết chết George Floyd ở Minneapolis 8 ngày trước đó. Khi những người tuần hành này đối mặt với một hàng rào cảnh sát trải dài trên đường xa lộ gần phố Vesey, thì cô Jacqueline, năm 33 tuổi, bắt đầu đi thụt lui và trong khi vẫn tiếp tục ghi hình bằng điện thoại cầm tay của mình, theo một vụ kiện tập thể mà cô đứng nguyên đơn. Vụ kiện cho biết là một sĩ quan cảnh sát sau đó chỉ vào cô ấy, lao vào và giật điện thoại khỏi tay cô ấy, bắt đầu đánh đập cô ấy bằng dùi cui. Đơn kiện được đệ trình lên tòa án quận liên bang ở tại Manhattan cho biết là các sĩ quan khác cũng đã nhào vào và đánh đá cô Zuckerlin. Sau đó thì cô bị còng tay và đã bị giam giữ trong khoảng 8 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi bị triệu tập với cái tội danh là vi phạm lệnh giới nghiêm. Lệnh triệu tập đó sau này đã bị bác bỏ và vụ kiện cho biết thêm rằng cô ấy không bao giờ lấy lại chiếc điện thoại của mình. Vào ngày thứ Tư, thì thành phố New York đã đồng ý phải trả 13.7 triệu Mỹ Kim để giải quyết vụ kiện tập thể. Trong đó nói rằng các chiến thuật bất hợp pháp của cảnh sát đã vi phạm quyền của người biểu tình trong vài ngày và hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2020. Một quy định dàn xếp được đưa vào sổ điện tử ngay trước nửa đêm nói rằng thành phố sẽ trả 9.950 Mỹ Kim cụ thể cho mỗi một người tham gia biểu tình vào những cuộc biểu tình đó, cho tối đa lên đến khoảng 1.380 người đã bị các nhân viên cảnh sát của lực lượng cảnh sát New York tại 18 địa điểm cụ thể ở tại Manhattan và Brooklyn đàn áp. Các luật sư phía nguyên đơn, những người đã liên kết với Hiệp hội Luật sư Quốc gia, cho biết số tiền 13 triệu 700 ngàn Mỹ Kim này sẽ là số tiền lớn nhất từng được trả cho những người biểu tình. Nhà máy của dược phòng Pfizer bị hư hại vì lốc xoáy giữa cuộc khủng hoảng thiếu thuốc. Một số tòa nhà trong nhiều vùng của tiểu bang North Carolina đã bị cơn lốc xoáy EF3 đánh sập vào ngày thứ Tư, nhưng tác động của thảm họa thời tiết có thể gây ra những hậu quả sâu rộng hơn nhiều sau khi một nhà máy sản xuất của Pfizer bị thiệt hại đến nỗi phải ngừng hoạt động. Đây là một trong những cơ sở lớn nhất sản xuất thuốc tiêm vô trùng trên thế giới. Cơ sở này cung cấp hơn 1/4 số thuốc tiêm được sử dụng cho các bệnh viện của Hoa Kỳ. Bác sĩ Peter Chin Hong, giáo sư y khoa thuộc Đại học UC của San Francisco cho biết, thuốc tiêm vô trùng thực sự là bất cứ loại thuốc nào bạn cung cấp qua đường tĩnh mạch và nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, từ phòng giải phẫu gây mê cho đến bệnh truyền nhiễm. Giờ đây, khi công ty đánh giá thiệt hại để kết luận về tác động,
Các chuyên gia lo ngại rằng sản phẩm bị mất và năng lực sản xuất của công ty Pfizer có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc Hoa Kỳ. Bác sĩ Peter Chin Hong nói rằng ông thực sự lo sợ rằng một số bệnh nhân sẽ được chăm sóc dưới mức tối ưu và có thể gia tăng tỷ lệ tử vong. Các bác sĩ và chuyên gia về chuỗi cung ứng thuốc cũng lo ngại sự kiện này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thuốc đang diễn ra trên toàn quốc Hoa Kỳ với khoảng 300 loại thuốc đang được ghi nhận là thiếu hụt. Bác sĩ Peter Chin Hong của Trường Đại học California San Francisco cho biết có một số yếu tố chính góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt, bao gồm nhu cầu gia tăng, khan hiếm nguyên liệu thô từ nước ngoài và sự thiếu minh bạch trong chuỗi cung ứng. Ông nói đó là một vấn đề đa phương thức, cần rất nhiều biện pháp can thiệp. Nhưng ông nói nếu bạn dựa vào một loại thuốc hiện đang thiếu hụt thì cũng đừng nên hoảng sợ mà hãy tìm hiểu các lựa chọn thay thế. Tuy vậy, việc quan trọng là liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình vì không phải tất cả các lựa chọn thay thế đều được tạo ra như nhau. Các nhà ngoại giao Âu Châu cho biết rằng Liên minh châu Âu hiện nay đang đưa ra một kế hoạch nhằm thành lập một ngân quỹ trị giá khoảng 20 tỷ euro, tương đương khoảng 22 tỷ Mỹ Kim. Và ngân quỹ này sẽ được dùng để chi trong 4 năm giúp cho Ukraine đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Gặp gỡ các ngoại trưởng ngoại giao tại trong khối Liên Âu, trong số các ngoại trưởng của khối này, người phụ trách chính sách đối ngoại của Brussels, ông Joseph Borrell cho biết, ông không thể đưa ra một con số chính xác cho quỹ này trước khi các quốc gia thành viên thảo luận về vấn đề đó. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine về lâu về dài, một số các cam kết an ninh lâu dài và bảo đảm cho Ukraine từ phía chúng tôi, ông Borrell đã tuyên bố với các phóng viên. Chúng tôi trình bày một kế hoạch nhằm bảo đảm hỗ trợ tài chính cho Ukraine vào bắt đầu từ năm tới. Và đây sẽ là một khoản tiền rất quan trọng. Và tôi hy vọng rằng các bộ trưởng khối Liên Âu sẽ ủng hộ với chương trình này. Một số các chương trình nguồn tin ngoại giao từ Brussels thì nói rằng viện trợ quân sự hiện nay đang được thảo luận là trị giá 5 tỷ euro mỗi năm và chương trình này sẽ kéo dài trong vòng 4 năm từ năm 2024 cho đến năm 2027 ngay cả khi các cuộc thảo luận đang bước vào giai đoạn đầu. Kế hoạch này được đưa ra tại các cuộc đàm phán diễn ra ngày hôm nay thứ Năm, ông Borrell đã nói. Tuy nhiên, cuộc tranh luận chi tiết hơn sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 31 tháng 8 tới đây tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao trong khối Liên Âu tại thành phố Toledo của Tây Ban Nha. Một số các quốc gia thành viên, đặc biệt là một quốc gia thân cận của Moscow trong khối Liên Âu, đó là Hungary, có thể sẽ phản đối ý tưởng này và dự kiến sẽ không có sự chấp thuận chính trị cuối cùng cho đến khi các nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Âu vào tháng 10 hoặc thậm chí là tháng 12 cuối năm nay. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã không phản đối con số 20 tỷ khi được hỏi. Bà nói, chúng tôi cần một nguồn tài chính rất rất lớn để có thể hỗ trợ thêm cho Ukraine trong lĩnh vực quân sự nhằm có thể thực hiện quyền tự vệ của mình. Và tất cả mọi điều phải song hành với nhau, chỉ đưa ra các con số chung quanh là không đủ. Nó phải được liên kết với nhau một cách hợp lý và có ý nghĩa. Và chúng ta sẽ nói về điều đó trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc này sẽ còn kéo dài trong vài tháng tới. Sau qua tin về nền kinh tế Mỹ, chỉ có 1% nhà cũ được tung ra bán trên thị trường năm 2023. Chỉ có 1% của tất cả các ngôi nhà đã có chủ trong nước Mỹ đã đổi chủ tính từ đầu năm 2023 cho đến nay. Đó là theo dữ liệu từ Redfin, và con số này đại diện cho tỷ lệ thấp nhất trong ít nhất là một thập niên qua. Thông tin trong một cuộc điện đàm riêng với cựu Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Kevin McCarthy, cho biết rằng cá nhân ông sẽ ủng hộ ý tưởng để xóa bỏ hai bản luận tội của cựu Tổng thống Donald Trump trong hồ sơ của ông ấy và sẽ đưa nó ra hội nghị tại Hạ viện để nhằm đánh giá và tìm kiếm một sự ủng hộ rộng rãi tại sàn Hạ viện, một nguồn tin đã cho biết. Ông ấy không hứa là sẽ đưa nó ra sàn Hạ viện, nguồn tin này cũng cho biết thêm như vậy. Ông Kevin McCarthy, một đảng viên Cộng hòa ở California, đã cố gắng xoa dịu cựu Tổng thống Donald Trump sau một cuộc phỏng vấn diễn ra vào hồi tháng trước. Trong đó, ông Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã nói rằng ông nghĩ cựu Tổng thống có thể giành chiến thắng năm 2024, nhưng không biết liệu ông có phải là ứng cử viên mạnh nhất hay không, khiến các cố vấn và đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức phản ứng một cách mạnh mẽ. Hành vi được cho là vi phạm của Chủ tịch Hạ viện một lần nữa đặt ra câu hỏi từ cựu Tổng thống
và những người thân cận của ông ấy về lý do tại sao ông vẫn chưa tán thành cựu tổng thống trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Ông Kevin McCarthy ngay lập tức sau cuộc phỏng vấn này đã gọi cho cựu tổng thống để lên tiếng xin lỗi và cho rằng ông đã nói sai trên chương trình phỏng vấn với các phóng viên của CNBC. Các nguồn tin đã tường thuật lại với CNN vào thời điểm đó và không rõ những lời hứa nào khác có đã được đưa ra không trong cuộc gọi này, nếu có. Tạp chí Politico lần đầu tiên đã báo cáo về sự tán thành quan điểm của Chủ tịch Hạ viện McCarthy với cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông McCarthy đã lên tiếng phản bác khẳng định này trong báo cáo của Politico với việc nói rằng ông đã hứa sẽ tổ chức để bỏ một chương trình bỏ phiếu tại Hạ viện. Nếu quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, việc Face Today cùng với Thay Lại Diệp Anh Dũng trong phần chuyện trong ngày, thì chúng tôi đã có phân tích rõ ràng một số các cái chi tiết liên quan đến vấn đề này. Nhiều nguồn tin đã nói với CNN rằng kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện nhằm xóa bỏ hai bản luận tội chống lại cựu tổng thống trong hồ sơ của ông ấy sẽ là một việc làm không khôn ngoan vì giới lãnh đạo không có phiếu đầu để thông qua điều này. Và nếu như làm với điều này thì có thể sẽ truyền thông Hoa Kỳ sẽ phanh phui và qua đó đưa ra cái việc là các thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ viện hiện nay đang có rất nhiều mâu thuẫn về các ý kiến trái chiều liên quan liệu đến việc là có nên xóa bỏ những cái bản luận tội này trong hồ sơ của cựu tổng thống hay không, nhằm tạo cho ông ấy một cái hồ sơ trong sạch hơn và thoáng hơn đến cuộc bầu cử năm 2024. Cũng liên quan đến bản tin của anh Dũng vừa mới nêu, thưa quý vị, trên hãng thông tấn Reuters, anh Thảo có bản tin mới vừa nhận được, đó là ngay sau khi có bản tin của Politico nêu lên là ông McCarthy có ý định làm việc đó, thì ông trả lời trên hãng thông tấn Reuters, thuật lại một câu chuyện ông nói trên đài truyền hình NBC ngày hôm nay là không có deal, tức là there's no deal. Ông không có một cái gọi là cái một cái lời hứa thuận, nào một cái thỏa thuận nào cả. Thành ra chúng ta sẽ phải chờ thêm một thời gian, tại ngay bây giờ thì phía bên cựu tổng thống Trump không có trả lời những câu hỏi của phóng viên, còn bên của chính ông McCarthy thì lên đài NBC, tức là quý vị xem ở đây là đài số 4 đó, và nói rằng là there's no deal, tức không có thỏa thuận nào khác, không có sự dàn xếp nào hết. Và kế đến là bản tin về Google, thưa quý vị, và thời đại của chúng ta, Google đang thiết lập công cụ trí tuệ nhân tạo, tức là AI, cho phóng viên. Google cho biết họ đang xây dựng một công cụ trí tuệ nhân tạo dành cho các nhà xuất bản tin tức có thể tạo ra những tiêu đề và bài báo. Công ty khổng lồ ngành công nghệ cho biết họ muốn hợp tác với các hãng tin về việc sử dụng công cụ này trong các tòa soạn. Google nói rằng ý tưởng này là để giúp các nhà báo nâng cao công việc và năng suất của họ. Báo The New York Times đưa tin dự án được gọi trong nội bộ là Genesis, hay là sự khởi đầu. Theo tờ báo, công cụ đã được quảng cáo cho báo New York Times, Washington Post và News Corp là công ty sở hữu báo The Wall Street Journal. Google đã không nêu tên các công ty truyền thông mà họ nhắm mục tiêu, nhưng cho biết họ đặc biệt tập trung vào các nhà sản xuất bản nhỏ hơn. Công ty xác định dự án này không nhằm mục đích thay thế các nhà báo. Công cụ mới này xuất hiện khi các công ty công nghệ bao gồm cả Google chạy đua để phát triển và khai triển một loạt các tính năng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, tổng quát mới và các ứng dụng được sử dụng tại nơi làm việc, với lời hứa là hợp lý hóa những nhiệm vụ và giúp cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Sự gia tăng của các công cụ trí tuệ nhân tạo tân tiến gần đây cũng đã làm gia tăng mối lo ngại về khả năng hiểu sai sự thật hoặc là phản ứng gây ảo giác của chúng. Một số nơi sử dụng trí tuệ nhân tạo đã phải đưa ra những bản điều chỉnh đáng kể cho các câu chuyện được viết bằng AI. Trang tin tức CNET đã phải đưa ra những điều chỉnh đáng kể đầu năm nay sau khi thử nghiệm sử dụng một công cụ AI để viết các câu chuyện. Và những gì được cho là một câu chuyện đơn giản do AI viết về chiến tranh giữa các vì sao, tức là Star Wars, do Gizmodo xuất bản đầu tháng này cũng cần phải điều chỉnh tương tự. Nhưng cả hai nơi đều cho biết rằng họ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo này. Và cuối cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng ngày thứ 9 liên tiếp hôm thứ Năm sau kết quả lợi tức tốt hơn mong đợi từ các nhà sản xuất thuốc Johnson & Johnson. Đó là chuỗi tăng hàng ngày tốt nhất của Dow Jones kể từ năm 2017. Nhưng thị trường chứng khoán rộng lớn hơn đã bị ảnh hưởng sụt giảm sau bản báo cáo lợi tức của các công ty được yêu thích là Netflix và Tesla. Cổ phiếu của Johnson & Johnson, thành viên của Dow Jones, tăng 6% sau khi nhà sản xuất dược phẩm tăng hướng dẫn cả năm cùng với việc công bố kết quả hàng quý vượt quá ước tính của phố Wall. Công ty bảo hiểm Travelers cũng là thuộc chỉ số Dow Jones đánh bại ước tính của các nhà phân tích về doanh thu trong quý, thúc đẩy cổ phiếu tăng.
nhưng kết quả lợi tức không đồng đều đã kéo chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm xuống. Cổ phiếu của Netflix giảm hơn 8% sau khi công ty chiếu phim trực tuyến khổng lồ này công bố doanh thu thấp hơn ước tính của các phân tích giả. Kỳ vọng vào bản báo cáo này rất cao và đã giúp cho cổ phiếu Netflix tăng gần 50% trong năm nay. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla giảm 9.7%. Cuối ngày thứ Tư, giám đốc điều hành, tỷ phú Elon Musk và các giám đốc điều hành khác cho biết về cuộc điện đàm báo cáo lợi tức của công ty rằng việc sản xuất xe sẽ chậm lại trong quý thứ ba của năm nay do việc ngừng hoạt động để cải tiến nhà máy. Dữ liệu của FactSet cho thấy trong số các công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi tức cho đến nay, 74% đã vượt quá mong đợi. Lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh đã tạo ra sự lạc quan về một vụ đáp nhẹ nhàng của nền kinh tế Mỹ. Các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 163.97 điểm, tương đương với 0.47%, kết thúc ở mức 35.225.18. Chỉ số S&P 500 giảm 30.85 điểm, tương đương với 0.68%, kết thúc ở mức 4.534.87. Chỉ số Nasdaq giảm 294.71 điểm, tương đương với 2.05%, kết thúc ở mức 14.063.31. Giá vàng giảm 850 Mỹ Kim, tương đương với 0.43%, đóng cửa ở mức 1.972.30 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 28 xu, tương đương với 0.37%, và đóng cửa ở mức 75.63 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin về thị trường chứng khoán. Phần tin này đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai và kính chúc quý vị một buổi tối an vui. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Planet Coffee Roaster được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, hãng BMC cho ra đời loa kéo, loa sách tay với âm thanh sóng động cực đỉnh. Duy nhất trên thị trường, không có loa nào so sánh được. Công suất 3.900W có Bluetooth Optical Reverse, hệ thống chống hú. Kết nối hai loa với hai microphone để nghe tiếng hát cùng lúc. Chỉ có loa BMC S19 được như thế. Loa thiết kế nhỏ gọn đẹp sang trọng có thể mang đi khắp nơi. Mixer karaoke và hai microphone không dây sale 599 đồng. Hỗ trợ kỹ thuật qua FaceTime. Gửi 48 tiểu bang Hoa Kỳ. Có đủ loại size bản neon và LED cho tiệm nail. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Thơm quá đi, thơm quá đi. Cà phê hòa tan 3x1 thơm quá đi thôi. Chất đậm đà, rất béo. Đúng là ly cà phê có chất lượng. Có thể dùng cho cà phê sữa nóng hay sữa đá đều ngon. Hãy đến với Planet Coffee Roaster. Đến tìm sự kết hợp tuyệt hảo tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn tận hưởng chăm sóc khéo léo, ẩm thực chọn lọc, đỏ đen hào hứng, nhâm nhi cuộc rượu, đùa vui trong nắng, từ trò chơi tao nhã đến giòn giã vận may, tùy tâm tùy ý với niềm vui, bước vào mộng để gọi mời thực tại hoan lạc. Tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino.